Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại kênh Phong thủy Zakat. Lời đầu tiên, thay mặt thầy Zakat cùng ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị và các bạn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, ngựa là con vật yêu thích cuộc sống tự do, hoang dã, để được hòa mình vào thiên nhiên. Những người tuổi ngọ vì thế mà rất năng động, nhiệt tình, thích những nơi đông người và đam mê khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống. Và trong tháng 9 âm lịch, do được quý nhân đưa đường chỉ lối giúp đỡ nên vận trình sự nghiệp khá suôn sẻ và thuận lợi. Trong tháng 9 âm lịch, công việc liên tục tăng tiến, tài lộc cũng khả quan, tiền tài kéo đến ầm ầm, cho nên cần tránh chi tiêu những khoản tiền lớn vào thời điểm này. Trong tháng 9 âm lịch, những người tuổi ngọ là một trong những con giáp may mắn nhất về tiền tài lộc và công danh sự nghiệp. Để biết được tại sao con giáp này trong tháng 9 âm lịch lại vững vàng, tự tin về thành công của mình như vậy, xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các gia chủ tuổi ngọ trong tháng 9 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong tháng này, với vận may khá tốt cho sự nghiệp, những người tuổi ngọ sẽ nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Tất cả các vấn đề vướng mắc, sự cống hiến, mọi cố gắng của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Bạn sẽ được cấp trên công nhận, có thể được thăng chức và nâng cao trình độ chuyên môn. Nếu bạn là người kinh doanh, hiệu suất công ty sẽ được tăng lên đáng kể, miễn là bạn đối xử với vận may trong công việc một cách nghiêm túc. Với những người làm công ăn lương, công nhân tại các nhà máy, công xưởng thì tháng này sẽ là một tháng rất vất vả. Bạn sẽ phải tăng ca liên tục để đạt được năng suất công việc mà công ty đề ra. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, thầy Zakat khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Zakat được thầy Zakat trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ tuổi ngọ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng này, cục diện bán tan hợp tác động nên gia chủ tuổi ngọ sẽ đạt được những thành quả nhất định trong công việc và tài chính cũng tăng lên đáng kể. Hầu hết bạn sẽ được thăng cấp đến một cấp độ mà bạn chưa bao giờ đạt được trước đây. Quý nhân mang đến những cơ hội làm ăn, đầu tư đáng mơ ước mà hiếm người có được. Chỉ cần bạn nắm bắt được cơ hội thì chuyện tiền bạc rủng rỉnh sẽ trở thành hiển nhiên. Tuy nhiên, bạn cũng cần chú ý vì tháng này có dấu hiệu phá tài. Nếu bạn không biết cân đối tài chính thì tiền của bạn sẽ không cánh mà bay. Bạn cũng sẽ mất cơ hội một khoản tiền lớn cho con cái, có thể là xin việc hoặc là cưới hỏi. Việc bạn cần làm là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản để dành cho sau này. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp, tài lộc vào tháng này, thầy Zakat khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân dần ngọ tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Zakat trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Theo dõi tử vi tháng 9 năm 2022 âm lịch của 12 con giáp, về phương diện sức khỏe của con giáp tuổi ngọ không có gì quá phải lo ngại. Thời tiết không phải là tác nhân gây ảnh hưởng tới bạn quá nhiều. Người tuổi ngọ nên cẩn thận để tránh chấn thương từ những vật sắc nhọn và phụ nữ đang mang thai thì nên chú ý. Bạn cần chăm sóc cơ thể thật tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi, giữ tâm trạng và tinh thần thật tốt, nếu không sẽ có những vấn đề không tốt đến với sức khỏe của bạn trong tháng sau. Các gia chủ tuổi ngọ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn và bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Zakat sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi ngọ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tình yêu và mối quan hệ tình cảm sẽ tiếp thêm sinh lực cho những người tuổi ngọ. Nhờ thành công trong sự nghiệp và tiếng nói vui vẻ, bạn có thể thu hút được nhiều người khác giới và bạn cần giữ khoảng cách nhất định, xác định rằng gia đình là nền tảng của sự phát triển nghề nghiệp. Một số người khác giới có thể giúp bạn nhưng những người khác chỉ có thể làm phiền tâm trạng của bạn và mang lại sự tổn thất cho sự nghiệp hoặc tài sản chính của bạn. Các cặp đôi cũng sẽ có sự chuyển biến khá lớn trong mối quan hệ,
Có thể giữa hai người có một biến cố lớn gì đó mà khiến cho bạn và người ấy luôn muốn nhanh chóng tiến tới hôn nhân, chuẩn bị để về chung một nhà. Còn người độc thân có thể sẽ tìm thấy được một nửa của mình một cách khá là tình cờ. Bản thân bạn chưa mấy quan tâm đến chuyện tình yêu đôi lứa, nhưng khi nhân duyên ập đến thì đó cũng là sức hút mà bạn chẳng thể chối từ. Tử vi của từng tuổi Ngọ trong tháng 9 âm lịch năm 2022. Tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954. Xem tử vi này của gia chủ Giáp Ngọ vận trình khá ổn định, tuy không đến mức vượng phát, rực rỡ nhưng cũng không có điều gì đáng lo ngại. Ở độ tuổi này, bản mệnh có thể an tâm hưởng tuổi già bên con cháu, không phải suy nghĩ quá nhiều về vấn đề tài chính hay con cái. Các đãi ngộ xã hội trong năm cũng rất ổn, mưu sự có quý nhân trợ giúp, được hỗ trợ lo liệu từ đầu cho tới cuối, không có bất cứ vướng mắc nào. Tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, vấn đề sức khỏe, người tuổi Bính Ngọ tháng này cần lưu ý để ý, đành rằng ở tuổi này sẽ mắc những căn bệnh tuổi tác, nhưng không phải vì thế mà bỏ bê bản thân. Bạn nên tham gia vào các buổi gặp gỡ, tập các bài tập vận động phù hợp với lứa tuổi, giữ tâm trạng luôn vui vẻ thì sẽ cải thiện được tình hình sức khỏe rất nhiều. Tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Công việc làm ăn của đương số tuy có mở rộng nhưng khó thuận ngay từ ban đầu. Xu hướng vận khí tăng dần về cuối năm nên phấn đấu chờ thời cơ bùng nổ. Trong công việc, vấn đề bạn cần gặp phải là dù đã nỗ lực nhiều nhưng không được ghi nhận chỉ vì ai đó có thành kiến, đối xử không công bằng. Nên nhớ một điều nhịn chín điều lành, đừng phản ứng thái quá mà thiệt thân. Phương diện sức khỏe cũng gặp nhiều vấn đề do bản mệnh thường xuyên bận rộn mà quên mất việc nghỉ ngơi, luyện tập đúng giờ. Sức đề kháng suy giảm, nhiều người dễ nhiễm phải bệnh dịch hay các căn bệnh theo mùa. Thời điểm này bạn cần phải chú ý xây dựng thời gian biểu khoa học, chú ý nghỉ ngơi, làm việc hợp lý, luôn giữ tâm thế lạc quan, tích cực khi đối diện với những biến cố của cuộc sống. Tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990. Trong tháng này, người tuổi Ngọ sinh năm 1990 có thể tìm kiếm được một vài cơ hội khẳng định tài hoa của mình, song vì không đủ cố gắng, nỗ lực nên dễ bỏ dở giữa chừng, nhất là khi phải đối diện với khó khăn. Ngoài ra, bản mệnh cũng thường mắc sai lầm do sự chủ quan, lơ là của mình khi thực hiện những công việc quen thuộc. Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia chưa thực sự ổn định. Hai người thường xuyên tranh cãi về những chuyện nhỏ nhặt, khiến bầu không khí gia đình trở nên căng thẳng. Để giữ gìn sức khỏe cũng như giữ tinh thần lạc quan khi đối diện với khó khăn, bản mệnh nhớ chăm chỉ tập thể dục, thể thao, có chế độ ăn uống, sinh hoạt điều độ, hạn chế tụ tập, vui chơi, sử dụng chất kích thích, đồng thời tìm người chia sẻ, tâm sự với mình. Tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002. Về sự nghiệp cơ bản đã ổn định với một số người Nhâm Ngọ. Tuy bản mệnh không gặp được nhiều cơ hội để khẳng định bản thân, song chỉ cần cố gắng chăm chỉ thì ắt sẽ nhận được phần thưởng tương xứng. Nếu công việc vất vả, thường xuyên phải thức khuya dậy sớm hoặc là phải đi xa trong thời gian dài, bản mệnh cần trao đổi tâm sự với người nhà trước để đôi bên cùng thấu hiểu và tạo điều kiện giúp đỡ. Trên phương diện tình cảm, người độc thân mong muốn tìm được nửa kia của mình, song do tính cách hướng nội nên khó tìm được người ưng ý. Tổng quan tháng 9 âm lịch năm 2022, tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần. Tháng 9 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 9 và kết thúc vào ngày 29 tháng 9 năm 2022, tức ngày 26 tháng 9 đến 24 tháng 10 năm 2022 dương lịch. Tháng 9 Canh Tuất có nạp âm là Thoa Xuyến Kim, tháng Tuất lục hợp Mão, Tam hợp Dần và Ngọ thành Hòa cục. Xung Thìn, Hình Mùi, Hại Dậu, Phá Mùi, Tuổi Thìn. Tháng này không phải là tháng quá đen đủ đối với những người tuổi Ngọ và cần chú ý những ngày sau. Ngày âm lịch ngày 7 tháng 9 năm 2022, tức ngày 2 tháng 10 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch ngày 19 tháng 9 năm 2022, tức ngày 14 tháng 10 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tý, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên buông tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Ngọ trong tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 2 tháng 9 năm 2022, tức ngày 27 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mùi, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Ngày âm lịch ngày 14 tháng 9 năm 2022, tức ngày 9 tháng 10 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mùi, có nạp âm là Sa Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 26 tháng 9 năm 2022, tức ngày 21 tháng 10 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mùi, có nạp âm là Thiên Hà Thủy.
Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận theo mẫu: họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được hỗ trợ miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Ngọ trong tháng 9 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này sẽ giúp quý vị có những hành trang vững chắc để bước vào tháng 9 âm lịch với nhiều thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta lớn lên. Vậy nên quý vị đừng quá bi quan vào cuộc sống mà hãy vững bước tiến lên, hoàn thành sứ mệnh của mình nhé. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Quý vị đừng quên đăng ký kênh là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.